Anh Thiệu Dinh, em... Em nói đi, con người em đó. Lúc cần ở lại thì không ở, lúc cần phải đi thì lại không đi. Anh Thiệu Dinh, là vì em không biết. Dựa vào đâu mà em phải biết? Tại sao tất cả mọi chuyện em đều muốn biết? Có những lúc em không cần thiết phải biết, chỉ cần làm theo thôi, hiểu không? Hiểu, em hiểu rồi. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Còn có lần sau à? Đúng là anh đã được hưởng phước của em. Hiện giờ tên phó lãnh sự người Nhật kia đã biết anh là ai rồi. Anh thì không sao, cũng chỉ là một mạng. Nhưng Ninh Ninh thì phải làm sao? Lập Thiên thì thế nào? Em thế nào? Hả? Có những lúc anh muốn tốt cho em cũng rất khó. Đi đâu? Do là đứng lại đó. Đứng lại. Không phải chỉ mất tích một người thôi à? Có nghiêm trọng gì không? Đứng lại. Đứng lại. Anh coi kìa, đám tiền bên đó đang khám xét từng nhà một. Đứng lại. Người qua đường ai cũng bị kiểm tra hết. Đứng lại. Bên đây. Họ làm gì dữ vậy chứ? Mời lên nha. Đi đâu hả? Y Diên. Hả? Trên thế giới này, ngoài em và Lập Thiên ra, thì anh không còn bất cứ người thân nào nữa. Hả? Chúng ta đã kết hôn 8 năm. Anh có lỗi với em, thường xuyên bắt em phải sợ, ăn hiếp em, khiến em chịu thiệt thòi. Nói với em những điều này làm gì chứ? Anh không xứng. Nếu mà thật sự xảy ra chuyện gì đó, em hãy kiếm một người thiệt tốt nha. Xảy ra chuyện? Anh xảy ra chuyện gì chứ? Hả? Anh nói đi, anh đừng có dọa em mà. Lập Bệnh, chuyện mà người Nhật đang điều tra có liên quan tới Lập Thiên. Không phải chỉ một người mất tích thôi đâu, mà do đám Lập Thiên đã bắt cóc phó lãnh sự Nhật Bản. Chuyện lớn đó, sẽ chết người. Hả? Lập Bình à, không phải anh có quan hệ với người Nhật Bản sao? Anh nói Lập Thiên mau giao người ra đi. Vậy không phải là Yên hả? Không phải là anh có quan hệ với người Nhật sao? Hả? Anh không tìm thấy Lập Thiên, nó mất tích rồi. Dì Tôn à, không buồn ngủ hả? Tôi biết là Đoàn tiên sinh kêu dì tới coi chừng tôi. Đoàn tiên sinh đúng là cẩn thận, sợ tôi chạy ra ngoài gặp nguy hiểm. Tóm lại muốn ở đây thì cứ ở, nhưng có thể cho tôi biết tại sao lại ghét tôi được không? Theo lý mà nói, Đoàn Ninh là bạn tốt của tôi, vì nên yêu thương tôi mới đúng. Tại sao lại ghét tôi quá vậy? Đừng đem Ninh Ninh so sánh với cô. Hiểu rồi. Đúng, tôi không xứng. Tôi là loại gái vũ trường lưu manh, quan hệ phức tạp. Bà có thể không thích tôi, nhưng có cần ghét tôi vậy không? Ê, thật ra tôi đắc tội với bà chỗ nào? Trong căn nhà lớn này, người lập công lúc nào cũng là cô. Lập công? Công lao gì? Dì Tôn, dì bằng lòng không duyên cớ bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé để chứng kiến một cơn ác mộng sao? Dì bằng lòng mạo hiểm tánh mạng để đối phó với người Nhật Bản à? Còn nói lập công, dì thử nghĩ coi, Đoàn Ninh nếu không phải đi tìm dì, lần này cũng là tại dì. Lần này nghĩa là làm sao? Lần này tại tôi cái gì? Muốn ghét thì ghét cho đã đi. Cô đi đâu? Đi vệ sinh. Muốn đi không? Dưới giường có cái bồ. Đây là cái bồ của Đoàn Ninh, bà sẽ không cho tôi dùng đâu.
Tôi thật không quen đi vệ sinh trước mặt người khác. Tôi nên xuống lầu thì hơn. Đi chung nha. Không muốn thả người, ý cậu là gì? Cơ hội hiếm có, chắc không muốn từ bỏ. Cơ hội gì đây? Quốc dân đảng vô cớ bắt giữ một số thành viên hội nhà thơ. Nếu như trong tay chúng ta bắt giữ được người Nhật, nên cháu nghĩ... Nè, cho nên cậu muốn lấy tên người Nhật Bổn này ra làm điều kiện để trao đổi với quốc dân đảng, có đúng vậy không? Phải. Bác Đoàn, hiện giờ sự việc này đã trở thành sự kiện quốc tế, chính phủ quốc dân cũng không có dám xen vô. Vậy chúng ta... Đoàn tiên sinh à, không nể. Tôi đã giúp đỡ cậu một chuyện to lớn như vậy, bây giờ còn muốn chặn cổ tôi nữa hay sao? Cháu không có ý đó đâu. Đúng là khốn nạn. Ngươi đang ở nhà của tôi, hiện nay tên Nhật Bổn đó còn biết cả danh tính của tôi nữa. Lão Tứ thì đang ở Sở Hiến Bình, công nhân nhà máy sợi cũng bị bắt giam. Chính phủ quốc dân lại không dám đụng vô người Nhật. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, không một ai có thể thoát khỏi. Vậy mà cậu dám mở miệng đặt điều kiện với tôi à? Cháu không phải là vì bản thân của cháu. Tôi cũng không phải vì bản thân tôi. Hai người đang làm gì đây? Bên ngoài có hai cái xe tới. Mở cửa ra. Bên này. Đoàn gia sẽ xuống ngay thôi. Cảm ơn chị Trần. Các người đúng là biết chọn thời điểm, vừa mới đi ngủ thôi. Đoàn gia, làm phiền. Đoàn gia. Thế nào, đưa cái đám người với súng ống tới nhà tôi. Cái này không phải vì tìm người sao? Đoàn gia đừng tức giận, cấp trên của chúng tôi có quy định, tìm người thì phải lục soát từng nhà một. Nhà lớn của tôi cũng phải kiểm tra. Ở đây không phải kiểm tra hết rồi sao? Đoàn gia. Được rồi. Tôi không có làm khó anh hả? Kiểm tra thì kiểm tra đi. Các anh em kiểm tra nhẹ chút. Nè, kêu bọn họ nhẹ nhàng một chút. Trong phòng của tôi đang có khách đó, đừng có làm cho người ta phải sợ hãi. Dạ, tôi hiểu. Tôi coi sẽ đi. Coi xong sẽ đi. Các người làm gì vậy? Xin lỗi nha, xin lỗi. Chúng tôi phụng mệnh tới tìm người. Còn đem theo súng nữa, sợ muốn chết luôn. Nhìn cái gì chứ? Đoàn gia. Đừng kêu. Chúng tôi chỉ muốn tìm người thôi. Còn muốn tìm người hả? Còn nhìn? Nhìn? Không nhìn nữa. Thiệt ngại quá. Nhìn cái gì? Đi. Lần này tiêu rồi. Cả Thượng Hải đều biết tôi là người của Đoàn Thiệu Dinh. Nhưng anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi lên giường với một người đàn ông. Thật là thảm. Không có. Không tìm thấy. Đi. Đoàn gia. Thế nào, có tìm được thứ gì không? Đoàn gia, chỉ là làm theo lệnh. Ông cũng biết bên trên có lệnh phải kiểm tra từng nhà một. Nhà lớn cũng phải kiểm tra.
Đoàn gia, đã mấy ngày qua, đám anh em của tôi phải theo sát mấy ngày mấy đêm, cũng mệt chết. Được rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ngọc Trân à, em hãy pha một ấm trà để cho các anh em kia giải lao một chút hả? Cảm ơn Đoàn gia. Anh em, Đoàn gia mời uống trà. Cảm ơn Đoàn gia. Cảm ơn Đoàn gia. Đoàn gia. Ây da, bị dọa nên sợ thức giấc. Bị làm sợ nên thức. Đừng sợ. Nè, ngồi xuống đi. Lão Phương à, việc tìm người có kết quả như thế nào rồi? Khó. Ôi dạ, chị Trân, cảm ơn. Theo như anh nói đó, tìm một người thôi mà khó khăn tới mức độ đó à? Hay không phải sao? Đoàn gia, ông coi, về bên này ông... Tôi không có. Phải rồi, còn phía Nhật Bản nói sao? Nghe nói, nếu trừ ngày mai mà không tìm thấy người, đám công nhân nhà máy sợi, sinh viên tuổi trẻ, bao gồm cả tứ gia, chỉ cần là có liên quan, cũng không có ngoại lệ ai cũng phải chết. Hay à, nói không chừng còn có thể đánh nhau. Có thể một lần diễn ra sự kiện 128 cũng không phải là không thể. Ông nói coi chuyện này đi. Được Đoàn gia, tôi phải đi. Các anh em rút quân. Mau đưa ông về. Mau lên, mau đưa ông về. Lập tức đưa ông trở về. Mau đưa ông về. Cô làm cái gì đây? Chậm một chút sẽ không kịp. Cô là một cô gái bé nhỏ, không thể nào hiểu được quốc thù gia hận. Cô hãy nên bình tĩnh chút đi. Tôi không hiểu cái gì là quốc thù gia hận, nhưng mà sẽ không kịp nữa. Vinh Phương, cô ra ngoài trước đi. Mau ra ngoài. Lúc nãy người Nhật cũng đã nói, nếu trưa ngày mai vẫn không thấy phó lãnh sự, thì những người có liên quan tới chuyện này tất cả đều phải chết, không một ai sống sót. Hơn nữa, còn có thể xảy ra sự kiện nghiêm trọng. Cậu vẫn còn muốn tiếp tục nữa sao? Đoàn tiên sinh, sao người Trung Quốc lại mềm lòng tới như vậy? Chúng ta không thể cứ rắn một lần chứ một lần cũng không được hay sao? Để bọn họ biết chúng ta dám đứng ra đàm phán. Bây giờ người Nhật ức hiếp người Trung Quốc, người Trung Quốc cũng ức hiếp người Trung Quốc. Những sinh viên đó chính là vì những tư tưởng không giống chính phủ quốc dân nên mới bị bắt giữ. Hiện giờ rất khó khăn, chúng ta mới có điều kiện để đàm phán. Tại sao chúng ta phải nhượng bộ? Đừng có ở đây ép người quá đáng. Đừng có tưởng một mình cậu là anh hùng, còn những người khác là hèn nhát. Tôi cũng là người Trung Quốc, tôi cũng rất hận người Nhật Bản. Vậy thì hãy mạnh mẽ một lần đối đầu với bọn họ đi. Cậu đừng có ở đây làm càn. Cậu cũng biết những người phải chết là đám công nhân dệt, là anh em của tôi, thậm chí là toàn bộ người dân của bến Thượng Hải. Cháu không muốn làm con rùa rút đầu. Cháu sẽ tự đi đàm phán với họ. Tất cả trách nhiệm tội lỗi một mình cháu sẽ gánh. Nếu không thành, cháu sẽ cùng chết với ổng. Tôi giác không còn gì. Mà nên nè, dùng sức. Cẩn thận. Mau lên. Nè, răng lên. Nè, mau. Đang làm gì vậy? Mau tới giúp đi. Không phải bà muốn lập công sao? Mau lên. Nè. Một, hai, ba. Nè, nè, nè. Tôi đi trước nha. Nè, Vinh Phương. Hả? Tôi thực sự lo cho cô. Cô có sợ không? Sợ. Nghe nói vào đội tiên binh của Nhật Bản thì sẽ không có đường ra. Ra được cũng chỉ còn nửa mạng. Nếu vậy, sợ cũng phải đi. Không ngờ cô rất dũng cảm. Đoàn tiên sinh, tôi chỉ xin ông một chuyện. Nếu tôi không trở về được,
Nhờ ông chăm sóc tốt cho bà ngoại tôi. Anh, sau khi xuống thuyền đi về phía đông, qua khỏi nhà cao tầng ở cổng thành ngõ thứ hai, nhà cuối cùng chính là nhà tôi. Đừng có nói lung tung, có tôi ở đây, chắc chắn cô sẽ trở về. Gì? Ông cũng không cần phải giấu bà ngoại tôi. Tuy là mắt bà ngoại không nhìn thấy, nhưng trong lòng bà rất hiểu. Ông hãy nói cho bà biết. Cô không có cần đi nữa. Thơ, để tôi đưa. Cũng tại ông, cái gì mà sợ hay không chứ. Mạng tôi lớn lắm, không xảy ra chuyện đâu. Tôi thấy người sợ là ông. Đừng sợ. Để tôi đưa thơ, ông đi đưa người. Chúng ta mau giải quyết chuyện phiền phức này. Khoan đã. Vĩnh Phương, cô đã hứa với Đoàn Ninh là phải đích thân đưa tấm hình này của má Đoàn Ninh cho nó kia mà. Tôi sẽ làm được. Đứng lại. Cô làm gì đó? Tôi mang tin tức của ông phó lãnh sự tới. Vô đi. Di Trưng, mọi người đó hết rồi. Lập Thiên, Đoàn Gia đi cho cậu. Lập Thiên, tính mạng của những sinh viên hội nhà thơ cũng là mạng. Tính mạng của công nhân nhà máy dệt cũng là mạng. Dù các việc này quá nhiều rủi ro, tôi không thể bảo hiểm đánh cá được. Hiện nay người hành động là tôi. Khuyên cậu đừng có manh động. 6 tiếng đồng hồ sau, nếu như người Nhật không gặp được phó lãnh sự của họ, người đầu tiên mất mạng chính là người đang bị giấu của sở hiến binh Nhật, là cô Triệu Vĩnh Phương. Đứng lên. Nói thật đi, bức thư này là do ai giao cho cô? Tôi không có quyền ổng. Lời tôi nói đều là thật. Đó là một người đàn ông. Khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng ngoài 40 tuổi. Còn nói gì nữa không? Không nói gì hết. Chỉ kêu tôi mang thơ tới đây. Lôi xuống dưới. Đi. Mở cửa. Vào đi. Đi vào. Buông ra. Tôi tự biết đi. Những người phạm nhân không bình thường đều không chết ở phòng thẩm vấn này. Họ không có dễ dàng chết ở phòng thẩm vấn. Chúng tôi chỉ có thể để cho họ sống không bằng chết. Cô biết không? Họ thường chết ở chỗ nào? Đó. Tháng trước đã treo cổ chết 2 người. Cô sợ? Tôi thực sự không hy vọng người phụ nữ chết ở trong phòng đầu tiên này lại là cô. Phó lãnh sự còn sống thì cô sẽ sống. Nếu không...
Lập Bình, tình hình thế nào rồi hả? Không tìm thấy. Mấy người bạn thân của nó anh cũng tìm hết rồi. Có người nói là không biết, có người nói không có thấy. Anh nghĩ là mấy người không thấy đâu đó, chính là những người cùng nó làm ra chuyện này. Có thể chạy được thì chạy rồi, còn những người không thể chạy cũng không trốn được mấy ngày. Cũng có thể là em của anh đang ở chung với họ, và cũng có thể... Tại sao em của anh lại ngu ngốc quá vậy? Lần này nó... Giải tán đội kiểm tra, thu quân. Alo, xin chào. Tôi là lão già của tòa báo Hợp Tân Thượng Hải. Tôi là Tôn Ngọc Trân của Đoàn gia. Tôn tiểu thư. Là như vậy, Đoàn gia nhờ tôi gọi điện thoại nói với ông. Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ là một ngày một đêm qua em đều ở trong nhà lớn, em lại không nói cho anh biết gì hết. Lập Thiên, em có biết không, anh trai em rất lo cho em đó. Anh ấy đi khắp nơi để tìm em, không có dám làm lớn chuyện lên. Anh ấy mà không tìm được em sẽ nổi điên đó. Em có thể liên lạc với anh hay, em có thể liên lụy tới ảnh được. Em đã làm liên lụy tới anh rồi đó, có biết hay không? Là vì em, anh đã quỳ trước mặt của Hoàng Lão Tứ. Sau khi bà má mất, anh đã quỳ gối trước mặt ai chưa? Anh vì em mà quỳ gối trước mặt của anh ta. Anh hay, anh không nên vu oan để cho ấy bị bắt. Hãy câm miệng lại đi. Em có tư cách gì mà dạy bảo anh? Em có tư cách gì mà lên mặt dạy bảo anh? Nếu mà không phải rắc rối do em gây ra, không liên quan tới Lão Tứ, anh không nên đổ oan cho chú. Lúc anh vu oan cho chú, em cũng phải ở đó. Thôi ra tôi được rồi, đừng cãi nữa. Khó lắm Lập Thiên mới bình an trở về. Dạ thưa bà. Ê, sao bà lại trở về? Ngoài đường đã hết kiểm soát rồi. À được, hãy xin vô trước đi. Dạ. Với bộ người nghiệp vụ đã chấp nhận điều kiện của đoàn thiếu gia. Đừng, 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 xin đừng giết tôi. Tôi biết ông nghe hiểu tiếng Trung Quốc, và em cũng nghe nói tên của tôi rồi. Tôi chính là Đoàn Thiệu Vinh. Tôi không giết ông. Nè, cái đầu này của ông đó, tạm thời phải giữ lại. Yên tâm, sớm muộn cũng sẽ có người Trung Quốc tới lấy thôi. Cút đi. Đoàn tiên sinh, rốt cuộc muốn sao? Đừng có nói chuyện một cách vô liêm sỉ như vậy. Rõ ràng là các người chạy tới nhà người ta rồi đòi này đòi nọ. Người Trung Quốc chúng tôi
không tới nhà người khác đòi đồ. Là cho các người đi cướp mất thái bình của chúng tôi. Ông là người Nhật đầu tiên mà tôi cứu. Tôi thật sự không muốn, không muốn cứu ông, mà thật lòng muốn một viên bắn chết ông luôn. Nhưng mà hết cách, tôi chỉ có thể để ông sống yên ổn. Nhớ kỹ hai cái tên, tốt nhất là đừng nói ra. Nếu như có người nhất định phải hỏi cho bằng được, thì ông hãy nói là Đoàn Thiệu Vinh và Đường Lập Bình đã cứu ông. Nhắc lại một lần coi. Là Đoàn Thiệu Vinh và Đường Lập Bình đã cứu tôi. Ông tưởng là chỉ có người Trung Quốc muốn giết ông sao? Thật ra những người không muốn ông sống sót trở về chính là những người Nhật Bản đang cùng làm việc với ông đó. Ông chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay bọn chúng mà thôi. Nếu như ông chết thì họ sẽ có lý do để khởi động chiến tranh, sẽ một lần nữa xảy ra sự kiện 128. Đó không phải là thủ đoạn mà các ông giỏi nhất hay sao? Ông có muốn chết hay không? Có còn muốn làm anh hùng? Nếu vậy thì dễ thôi. Không chắc chứ? Chắc chắn 100%. Tin tức từ đâu ra? Đừng hỏi nữa. Sau 3 tiếng, Phó Lãnh sự Nhật sẽ được tìm thấy ở trên núi. Còn sống? Còn sống. Lão Tổng, bây giờ đừng có vô dữ nữa. Chúng ta làm sẵn trang tiêu đề, nhan đề viết sẵn, đánh sẵn lời văn lên trên đó. Tới lúc đó thì chúng ta sẽ là nơi đầu tiên đưa ra tin tức, giành vị trí đưa tin nhanh nhất. Vậy còn phải đợi, mau lên. Được. Cái gì hãy nghe tôi nói. Lập tức chuẩn bị viết bài. Người của các ông sẽ sớm tìm ra ông thôi. Tới lúc đó, tính mạng của ông sẽ được giữ lại. Đoàn tiên sinh, cảm ơn ông đã cứu tôi. Đúng là tôi đã cứu ông, nhưng mà thâm tâm tôi thật sự không muốn cứu ông. Đoàn tiên sinh, nếu như không có chiến tranh, nếu như không có chiến tranh, ông hãy ở Nhật Bản của ông mà trồng củ cải, còn tôi ở Thượng Hải mở sòng bạc. Giữa chúng ta không ai gặp được ai, nhưng mà các ông lại phát động chiến tranh. Không ngờ có đúng không? Hả? Ông bị người ta bắt trói trong rừng núi Quan Du này, tôi lại phải không mang tính mạng tới cứu ông. Ai bằng lòng? Người đó chính là đồ khốn kiếp. Em có biết anh sẽ giải quyết tên người Nhật đó thế nào không? Anh đâu có thể mang hắn đi đâu được. Anh hai, anh muốn làm gì vậy? Không phải là muốn mượn dao giết người chứ? Anh không thể tiếp tục như vậy được. Nếu như không phải vì có Đoàn Thiệu Vinh thì em đã sớm bị người Nhật bắt đi rồi. Là bác đã cứu em, đã giúp chúng ta dẹp yên chuyện này. Anh ta có thể vì Đoàn Ninh cho nên mới cứu em, nhưng mà anh ta không thể vì em mà tha thứ cho anh. Anh ta sẽ khiến mọi chuyện yên ổn, nhưng mà đợi tới cuối cùng sẽ kiếm anh để tính sổ. Bác sẽ không làm như vậy. Nhất định sẽ làm. Anh ta biết Hoàng Lão Tứ là do anh tố cáo. Em tưởng là anh ta ngày đêm án binh bất động, không thông báo cho anh là vì lý do gì? Đang chờ cơ hội. Người Nhật ở nhà lớn của ông ta, Hoàng Lão Tứ lại ở đội hiến binh của Nhật. Nếu mọi chuyện công khai ra, anh ta làm sao giải thích? Bây giờ thì anh đã thả tên người Nhật đó đi, quay lưng trở lại, thì anh ta sẽ kiếm anh giải quyết thôi. Anh hai, anh muốn đi đâu hả? Anh muốn tới đội thiên binh, anh muốn đi mật báo cho họ nữa sao? Anh hai, họ sẽ không tin lời của anh nữa đâu. Anh chỉ cần đi tố cáo Triệu Vĩnh Phương là đủ. Chỉ cần nói với họ, cô ta là người phụ nữ của Lão Đoàn, là cô ta thay Lão Đoàn tới đưa thơ. Anh cũng muốn hại bao nhiêu người nữa? Hoàng Lão Tứ, Đoàn Thiệu Vinh còn chưa đủ à? Bây giờ muốn kéo Triệu Vĩnh Phương xuống nước sao? Mà tại vì cô tôi, ai biết đi theo Lão Đoàn làm gì? Cô đã từng cứu em, cô đã giúp chúng ta thoát khỏi kiểm tra ngoài đường. Đáng đời cho cô. Anh hai, em sẽ không để cho anh đi.
Tránh ra. Anh hai, anh hãy nên dừng tay đi mà. Anh dám dùng dao với anh? Em không để tới đội tiêu binh. Em không để cho anh tiếp tục hại người. Anh chỉ muốn biết là em có thật sự ra tay để giết chết anh hay không. Em có thể. Lập Bình, đại ca đang chờ anh ở dưới nhà. Em sẽ thật rồi. Là tại vì em quá nhẫn tâm. Em trai khờ của anh. Tuyệt đối đừng có chỉ mũi dao vào anh trai của mình. Sẽ có người thay thế em làm chuyện đó. Lập Bình à, đúng là do lương tâm. Đây là không biết có được hay không nữa, mọi chuyện để tốt mà. Ê, Đoàn tiểu thư, Đoàn tiểu thư. Đại phu, cảm ơn ông. Ơn cứu mạng của ông tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà xin ông hãy quên tôi đi nha. Nhưng mà cô muốn đi đâu chứ? Hay là cô hãy chờ bạn của cô trở về đưa cô đi hả? Lập Thiên vẫn không sao chứ? Dạ. Báo đây, báo đây. Phó lãnh sự người Nhật sẽ được tìm thấy ở trong rừng. Phó lãnh sự người Nhật sẽ được tìm thấy ở trong rừng. Phó lãnh sự Nhật bổn đã được tìm ra, không cần lo lắng nữa. Làm loạn mọi chuyện lên, cũng vì một tên Nhật bổn. Chuyện làm ăn ở sông Bạc tối qua không bị ảnh hưởng chứ? Không sao. Lão Tứ bị bắt ở trong đó, cũng may là có anh đây giải quyết. Hãy nói thẳng ra, anh muốn giải quyết em như thế nào? Ý gì vậy? Đưa em tới nơi nào đó rồi giải quyết luôn hả? Đội hiến binh Nhật Bổn. Đội hiến binh? Đúng vậy. Hai chúng ta cùng nhau tới đón Lão Tứ trở về. Không muốn đi sao? Chú nhất định phải đi. Có biết tại sao không? Tôi đã nói rõ ràng với tên phó lãnh sự đó là có hai người cứu ông ta. Một là tôi, người thứ hai là Đường Lập Bình chú đó. Chú hãy suy nghĩ đi. Lão Lục, thế nào? Đừng có nói đại ca không thương chú nghe. Có lợi lộc gì anh đều cho chú cùng hưởng kia mà. Sắp tới rồi,